Xin thân mến chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình tiếp tục quay trở lại với thanh niên già lái cái máy xúc Hitachi Jazzit 30U lấp cát vào một cái móng nhảy. Đấy, thì trong màn ảnh nhỏ các bạn, đây là một cái căn nhà đang trong thời gian xây dựng. Thì hôm nay là buổi cuối cùng để con máy này có thể lấp cát nốt vào cái móng nhà này. Đấy, hiện tại đây là một cái móng nhà nhỏ các bạn. Con nhà này theo thông tin mình được biết thì anh chủ nhà đây đang tính toán làm mấy căn nhà khoảng 2 tầng. Đây, một cái móng nhà cũng vừa tầm, không to và cũng không rộng lắm, gọi là vừa tầm. Đấy. Đây, một cái căn nhà cũng gọi là đủ để sinh hoạt. Thì hôm nay ở đây thì là buổi cuối cùng, bác lái này sẽ lấp nốt cái ô ngoài. Thì sau khi đã lấp toàn bộ được cái ô ở phía bên trong rồi, đấy, những cái ô bên trong xong xuôi, thì cái ô này là cái ô cuối cùng. Thì cái cát này hôm trước là ở bên trong là họ lấp được cát mà đào móng lên ấy, là cái cát mà hôm trước đào móng lên thì họ lấp lại, còn lại thì chỉ có bù một ít cát, chỉ bù thêm một ít cát mới trở đến thôi. Đấy, cát mới so với cát cũ các bạn nhìn thấy khác hẳn đúng không? Đấy, vì địa hình nó chật hẹp nên phải dùng con 30 này vào đây để làm việc. Đấy, con này thì mang theo cả hai gầu, một gầu đào này và một gầu bằng. Thì lúc đi lấp móng nhà thì toàn bộ là máy xúc hay dùng gầu bằng các bạn ạ. Dùng gầu bằng để xúc nó nhanh rồi dọn ở ngoài đường cho nó được sạch sẽ. Đấy. Máy nhỏ thì vào những cái địa hình này thi công rất là dễ vì cái phần đối trọng nó luôn quay tròn trong xích, rất là thoải mái khi mà mình làm ở đây. Thì đi lấp móng nhà này thì có rất là nhiều dạng. Dạng đầu tiên là người ta sẽ lấp cát bằng lấp móng nhà bằng cát, thứ hai nữa lấp bằng đất, cũng có thể là có nơi thì họ lấp bằng móng gạch. Nhưng hầu như ở trên Hà Nội thì đa số là người ta lấp những cái móng nhà này bằng cát, ít ai người ta lấp bằng chạc hoặc gạch lắm. Có một số chỗ thì họ mới lấp chạc và gạch thôi, còn ở khu này thì hầu như họ toàn bộ phải lấp bằng cát các bạn. Đấy, vì họ sợ lấp bằng gạch và bằng đất sau này lu lèn cái nền nó không được chắc, gây ra là bị lún nền và bị yếu. Cứ lấp hết cát vào đã. Lấp nốt cái cát ở dưới chân kia là đủ, gần như là đủ rồi. Ở đây thì chỉ đổ thêm có một tầm một xe này thôi các bạn ạ. Sau khi xúc nốt một xe này thì máy sẽ đánh ra để chuyển máy về nghỉ. Ở đây thì họ cát họ đã lấy đủ rồi. Bắt tài bác lấp cao hơn cái dầm của cái móng nhà này, cao hơn khoảng 10-15 phân. Vì tầm đó thì sau này lu lèn xuống lún là vừa. Máy sẽ đi vào bên trong đây hỗ trợ là cậy cái nắp bể phốt lên. Đấy, phần trong kia là cái nắp bể phốt, hôm trước máy lấp nó đầy cát lên, hôm nay thì tài sẽ cào nó ra, cào ra để lộ cái nắp hầm. Cái nắp bể phốt này nó bằng bê tông họ đổ sẵn rồi, giờ cào ra để họ có cái mặt bằng để đổ luôn, làm cái mặt bằng để trộn vữa trên đấy luôn. Trong thợ thì tiến hành đổ cột. Đấy. Ở ngoài đây thì hầu như họ lấp móng nhà bằng cát. Sau đó thì họ sẽ bơm nước vào đây, bơm đầy nước cả, bơm nước để cát nó rẽ xuống, nó chặt. Đây, vậy nên chỉ có cát mới có thể bơm nước được, nếu mà đất thì không thể bơm được.
đất mà bơm thì nó nhão nhẹt, nó lún thì bao giờ nó mới khô được. Đấy, lấy chỗ để cho họ có thể trộn vữa. Cát này cũng không sợ thừa, nếu thừa thì họ sẽ lấp xung quanh cái khu nhà này luôn. Chơi luôn, đứng như thế này chơi luôn. Múc nốt cái phần cát này để chuyển vào trong. À, cái phần bệ này thì mình sẽ phải xúc sạch các bạn nhé. Xúc sạch, chỉ chừa lại một ít thôi. Một ít khi nào máy mình ra thì mình sẽ xúc nốt vào trong. Còn bao nhiêu thì các bác thợ xây sẽ quăng nốt vào và san nốt. Thế tức là mình quăng được vào móng là tốt rồi. Còn họ sẽ tự động họ san gần bằng tay. Nhà rất là rộng. Đấy, gần như là đủ cát rồi. Cái lớp móng bằng cát này thì mình cứ lấp cao hơn cái mặt rằng khoảng 10-15 phân. Sau đó họ bơm nước vào là vừa. Đấy, cái đoạn dưới này đang bơm nước sủi lên đây. Thời điểm này thì đa số họ đã đào móng xong và lấp móng thôi. Thời điểm này thì lại chia ra ít phá nhà thôi các bạn. Phá nhà thông thường họ phá đầu năm hoặc là cuối năm họ phá. Còn cái thời điểm này thì đa số là lấp móng rồi hoàn thiện móng nhà thôi. Đào móng dĩ nhiên cũng có. Đào móng những cái nhà mà cấp 4 ấy thì họ đào nhiều. Nhưng mà đào móng nhà cao tầng thì hầu như tầm này họ ít đào nữa rồi. Những cái nhà cao tầng thì họ xây có khi cả 50 xong, 5-6 tầng đấy. Nên là hầu như họ đào vào tầm đầu năm. Đến tầm này rồi thì chỉ đào những cái móng nhà 2 tầng hoặc là 3 tầng thôi. Xe nữa là xong không ạ? Xe cát xây thôi, còn xe này đủ rồi. Thoải mái. Thoải mái cát rồi không ạ? Đấy, nó chỉ xúc nốt cái đấy, chân ngoài đấy nó vào là quăng vào đủ rồi. Đấy, gạt sơ sơ, sau đó thì bơm nước vào là nó rẽ hết cát. Đấy, máy đã lấp xong xuôi cái ô ngoài, ô phòng khách. Bây giờ máy sẽ tiến hành xuống móng, ra khỏi móng. Sau đó thì sẽ vét nốt cái phần cát ở dưới kia lên nữa là hoàn thiện. Đấy, xuống rất là nhẹ nhàng, máy nhỏ mà. Cát nữa nên tượt xuống phát là xong. Dư cát luôn.
Còn tí gắt chân nền kia thì sẽ san lấp ra cái chỗ mà sâu sâu phía trước các bạn ạ. Hoặc là để lại sau này thiếu thì công nhân họ xúc tay, họ vận chuyển bằng xe rùa và tránh trường hợp là đổ vào đây cao quá, sau đó lại phải đi xúc ra, xúc vào thì dễ chứ xúc ra thì nó vất vả hơn. Ôi, à đây hôm trước có một ít gạch thừa nữa này. Lên cả bảng luôn. Đấy, như vậy là bao tải của chúng ta đã lắp xong xuôi hoàn chỉnh một cái móng nhè. Đấy, cái gian phòng khách cuối cùng cũng đã lắp xong. À, cái phần cát này sẽ gom gọn lại một đống ở trước cái hiên nhà. Đấy, sau này chủ nhà họ có thể sử dụng vào mục đích thì họ sử dụng. Đấy, như vậy là đã xong xuôi một cái móng này. Rồi, video của mình ngày hôm nay xin phép kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin thân mến kính chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video lần tiếp theo.